Hôm qua thì thầy Minh Đạo đã có nói chuyện với các em ở cái trại mồ côi của tu viện Minh Đạo đó, trước lúc các em lên đường. Thì tôi xin trích một cái đoạn ngắn về cuộc nói chuyện rất là cảm động này của thầy Minh Đạo trước lúc tôi bàn sâu hơn, tôi nói về các cái vấn đề pháp lý khác. Chị chia sẻ bữa cuối thì bữa đi thì mình có một cái buổi tiệc chia tay với các con. Hôm đó thì thầy có xin bên phòng mời các anh chị. Xin được ngắt ra để là tôi ẩn cái hình xuống nha bà con. Xin mời bà con nghe tiếp nha bà con. Chia sẻ bữa cuối thì bữa đi thì mình có một cái buổi tiệc chia tay với các con. Hôm đó thì thầy có xin bên phòng mời các anh chị xuống đây dùng bữa cơm với thân mật cái chùa mình để tiện các con đi học. Thầy xem đây là một cái bữa mình chia tay để mình đi học. Đó, thì tôi xin trích ngắn như vậy thôi. Còn ai muốn xem toàn bộ cái buổi nói chuyện này thì qua cái kênh Chánh Pháp Thích Minh Tuệ của tôi nha. Và ở đây thì tôi chủ yếu tôi đi sâu vào là cái vấn đề là pháp lý, về những cái vấn đề về lý luận, về cái chuyện đời, chuyện đạo. Đó. Thì như bà con cũng đã biết, thì tôi lấy đây là cái biên bản cái cuộc họp của Ban trị sự Giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và ở trong đó là có cái mục 4, là cái mục mục không là không phải mục 4, à, cái mục 5 đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội và chính quyền thị xã Phú Mỹ hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu mồ côi hiện đang cư trú tại tu viện, xem xét đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đấy. Và sau đó thì là có cái công văn của ông Thích Thiện Thuận. Đây tôi lấy lại công văn. Một cái công văn phải nói rằng là rất là ba trợn. À, công văn ông này, à, ông ghi là Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính đề nghị quý sở và Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ xem xét thẩm tra tính pháp lý việc nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em tại tu viện Minh Đạo để kịp thời có biện pháp giải cứu những trẻ em thuộc đối tượng vân vân. À, thì như chúng ta đã biết rồi, tôi phân tích nhiều lần rồi. À, ông dùng cái từ giải cứu. Và từ cái hậu quả của cái việc giải cứu của cái công văn này, và hôm nay thì các em chuẩn bị đi nơi khác, thì ở đây tôi nói về cái góc độ mà là nuôi dưỡng các cháu. Đã. Ở đây những cái kẻ này rất là vô nhân đạo. Bây giờ tôi hỏi, nếu như tu viện Minh Đạo cái ban điều hành cũ họ nuôi dưỡng được các cháu thì cái ban điều hành mới chẳng lẽ không nuôi dưỡng được các cháu không? Mà phải là chia sẻ tan đàn xẻ nghé là như thế này, thế thì cái lòng nhân đạo của họ ở đâu, đúng không? À, tại sao là thầy Minh Đạo lại làm được chuyện này? Rồi những cái vị sau này nếu tiếp tục cái sự nghiệp của thầy Minh Đạo không làm được cái chuyện này hay sao? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu để cho thầy Minh Đạo tiếp tục nuôi dưỡng các em thì cũng vẫn rất là tốt, bởi vì có hàng ngàn Phật tử, kể cả các nhà bảo trợ đều sẵn lòng ủng hộ thầy Minh Đạo. Mà con còn nhớ rằng là cách đây một thời gian là một số cái doanh nghiệp, à, họ có những công văn là gửi cho cán bộ công nhân viên của họ và yêu cầu là cán bộ công nhân viên là nên hỗ trợ cho tu viện Minh Đạo thay vì cho những nơi khác, thì bà con cũng đã hiểu rồi. À, thì thầy Minh Đạo là có một cái lực lượng hậu thuẫn rất lớn, mà tôi nói không phải rất lớn nữa mà cực lớn, là cái thứ hai. Đấy. Cho nên là nếu tu viện Minh Đạo những cái vị lãnh đạo mới không tiếp tục thì chuyển qua cho thầy Minh Đạo nuôi các cháu cũng phải nói là rất tốt, rất tốt. À, thế mà họ không có chịu nhìn nhận cái chỗ đó, mà họ đẩy đuổi cho bằng được, họ giải tán cho bằng được. Và đặc biệt là cái ông Thích Thiện Thuận này ha. À, đấy cái ông Thích Thiện Thuận này.
Để tôi xịt nó xuống chút chút xíu cái ông Thích Thiện Thuận này à. Trả thù cho bằng được, đây là cái hành vi trả thù thôi, tôi nói thật sự ra là như vậy à. Đấy, thôi thấp quá thôi, nó nằm ở dưới thấp đây. Đấy, nhưng mà tôi nói rằng là cái hành vi trả thù à. Và tôi nói đến cái vấn đề là thứ ba là hàng loạt những cái trường trại trẻ mồ côi này kia kìa nọ à, thì báo chí phanh phui ra thì là cho thấy những cái cảnh đau lòng này kia kìa nọ, thì bà con là cũng thấy đó. Làm sao mà tốt hơn chỗ thầy Minh Đạo à, tôi không nói 100% là không tốt hơn, nhưng mà rất nhiều nơi không thể tốt hơn chỗ thầy Minh Đạo à. Trong khi đó Giáo hội Bà Rịa Vũng Tàu thì là can tâm đi làm một cái việc là như thế này à. Và ngay cả trong cái biên bản thì người ta cũng chỉ ghi là gì, đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội và chính quyền thị xã Phú Mỹ hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu mồ côi hiện còn đang cư trú tại tu viện, xem xét đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đây thì ông Thích Thiện Thuận này quất thêm một cái là giải cứu, bà con thấy ghê không đó. Cho nên là tôi nói rằng là không có cái tâm, không có cái lòng nhân đó, đối xử với là các em là như vậy. Và hôm nay thì các em đã đi về, cho nên tôi nói phải nói là hết sức là đau lòng bà con, hết sức là đau lòng. Cho nên thực sự ra tôi cảm thấy rằng Thầy chỉ chia sẻ bữa cuối, vì bữa đi thì mình có một cái buổi tiệc chia tay với các con. Hôm đó thì thầy có xin bên phòng mời các anh chị xuống đây dùng bữa cơm với thân mật cái chùa mình để tiện các con đi học. đó, thì thầy dùng cái từ nhẹ nhàng là tiễn các con đi học, nhưng mà thực ra bà con nói ở đây là cái sự tan đàn sẽ nghe. Các em ở đây thì cũng như một cái gia đình ở lâu rồi, có em ở 9-10 năm rồi, nó như anh em ruột thịt ở trong nhà à. Bây giờ phân phối cho mỗi em đi mỗi nơi, đi hai ba nơi, mà tôi nói thật sự là bà con biết rằng là nếu như mà không có thân thân thiết mà mới đến, nhiều lúc là có cái tình trạng là các em sẽ bị những cái trẻ khác mà ở lâu đó phân biệt đối xử à, chứ có phải đùa đâu, có phải cái chuyện là ấy đâu. Cho nên là nhìn cái cảnh này, nhìn cái cuộc nói chuyện chia tay của thầy Minh Đạo, mà tôi thật sự với bà con tôi rớt nước mắt à, thương cho các em à, những em nhỏ 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 như thế, tôi không tiện đưa hình ảnh các em nhỏ vào đây à. Rồi bây giờ vài ngày nữa sẽ đi đến những nơi xa lạ, bà con biết đó, nhỏ 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 chừng 5 6 tuổi, 4 5 tuổi, 6 7 tuổi đi đến nơi xa lạ như thế là căng lắm, cực kỳ căng chứ không phải đùa đâu, cực kỳ căng đấy.